xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo nhóm trên messenger bằng điện thoại để tạo nhóm trên messenger bằng điện thoại á thì các bạn chúng ta sẽ làm theo bước sau đây bước đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hình cây bút nó nằm phía trên góc bên phải các bạn chọn vào sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào là tạo nhóm mới rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ tiến hành là thêm các thành viên vào nhóm rồi giả sử như ở đây tôi sẽ tiến hành là thêm thành viên vào ví dụ như là đọc sách hay tôi tích vào Tiếp theo tôi sẽ thêm bạn là Phan Ngọc Quốc vào nhóm. Đó tôi tích vào. Đó. Tôi sẽ tạo ra một nhóm gồm tôi và hai bạn này. Bây giờ tôi sẽ bấm tiếp này. Sau đó tôi sẽ tiến hành là đặt tên cho nhóm. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt tên là nhóm tổ 1. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào tạo để tôi tiến hành là tạo nhóm. Đó, như vậy là tôi vừa tạo nhóm trên Messenger. Và nhóm của tôi á nó có tên là nhóm tổ 1. Nếu mà tôi muốn đổi tên khác cho nhóm này á thì ở đây tôi sẽ bấm vào cái mục tên này. Tôi bấm vào. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt tên cho nhóm là nhóm bóng đá. Sau đó tôi sẽ lưu lại. Thì lúc này á tên nhóm sẽ thay đổi thành là nhóm bóng đá. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn thêm thành viên khác vào nhóm này á thì các bạn chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng thêm này sau đó chúng ta sẽ tiến hành là thêm các thành viên vào ví dụ như bây giờ tôi muốn là thêm bạn Lê Thanh vào nhóm thì ở đây tôi sẽ tích vào bạn Lê Thanh này thì các bạn thấy bạn Lê Thanh nó sẽ hiển thị ở đây bây giờ tôi sẽ bấm vào thêm thì lúc này á bạn Lê Thanh sẽ được thêm vào nhóm bóng đá cách thứ hai để thêm các thành viên khác vào nhóm á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào chữ Y nó nằm ở phía trên góc bên phải á các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn là thêm đó giả sử như ở đây tôi sẽ thêm bạn là phan thanh thư vào nhóm này tôi tích vào bấm vào thêm đó thì lúc này á bạn phan thanh thư sẽ được thêm vào nhóm thì lúc này á nhóm này nó sẽ có bốn người rồi sau khi tạo nhóm á các bạn có thể là tùy chỉnh cho nhóm nó đẹp hơn ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào chữ y này ví dụ như bạn có thể là thay đổi chủ đề cho nhóm này chọn vào chủ đề Ví dụ như là tôi sẽ thay đổi chủ đề cho nhóm là đồng quê, này, tôi chọn vào. Đó, thì lúc này á, ảnh nền của nhóm á nó sẽ thay đổi là ảnh đồng quê. Rồi các tùy chọn khác. Ví dụ như là biểu tượng cảm xúc. Ở đây tôi sẽ thay biểu tượng cảm xúc thành là hình trái tim này, này, tôi chọn vào. Thì các bạn thấy lúc này á từ nút like ban đầu á thì nó sẽ thay đổi biểu tượng cảm xúc là hình trái tim. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là tùy chỉnh thì các bạn cứ vào chữ Y này nè Sau đó các bạn có thể là chọn là biệt danh Các bạn có thể là đặt biệt danh cho các thành viên trong nhóm Ví dụ như là tôi đặt biệt danh cho bạn Phan Ngọc Quốc này Tôi chọn vào Bây giờ tôi sẽ đặt biệt danh cho bạn Phan Ngọc Quốc Đó là Quốc Tổ 2 Bấm vào đặt này Thì lúc này á nó sẽ hiển thị tên biệt danh là Quốc Tổ 2 ở dưới là tên thật là Phan Ngọc Quốc Đó Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn xóa thành viên khỏi nhóm á Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào Xem thành viên trong nhóm này Giả sử như bây giờ á Tôi muốn là xóa bạn Lê Thanh ra khỏi nhóm này Thì bây giờ tôi sẽ chọn vào bạn Lê Thanh này Sau đó tôi sẽ bấm vào Xóa khỏi nhóm Thì lúc này á bạn Lê Thanh sẽ bị xóa ra khỏi nhóm. Tương tự như là tôi muốn xóa bạn là đọc sách hay ra khỏi nhóm này tôi chọn vào bạn đọc sách hay sau đó ở đây tôi sẽ bấm vào xóa khỏi nhóm rồi giả sử như bây giờ á tôi muốn là bạn phan ngọc quốc là quản trị viên của nhóm này cùng với tôi thì tôi sẽ chọn vào bạn phan ngọc quốc này sau đó ở đây tôi sẽ chỉ định làm quản trị viên bấm vào xác nhận thì lúc này á dưới chữ của bạn phan ngọc quốc á nó sẽ hiển thị là quản trị viên thì quản trị viên á nó có quyền là thêm, xóa các thành viên trong nhóm và nó đặc biệt á có thể là xóa tin nhắn của các thành viên khác trong nhóm luôn. Rồi giả sử như bây giờ á các bạn chúng ta không thích sử dụng nhóm này nữa mà các bạn chúng ta muốn hủy nhóm luôn. Thì các bạn chúng ta sẽ phải xóa tất cả các thành viên trong nhóm này, sau đó các bạn chúng ta sẽ rời nhóm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa tất cả các thành viên trong nhóm này. Cách đầu tiên này, các bạn chúng ta sẽ bấm vào thành viên sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào từng thành viên để chúng ta là xóa ra khỏi nhóm. Và cách thứ hai này, các bạn chúng ta sẽ bấm vào cái chữ y trên cùng đây này, này, góc bên phải á, các bạn chọn vào. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ xem thành viên trong nhóm này. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào các thành viên trong nhóm để chúng ta xóa ra khỏi nhóm. Bây giờ tôi sẽ chọn vào bạn Phan Thanh Thư này. Sau đó tôi xóa ra khỏi nhóm. Rồi tiếp tục là tôi xóa bạn Phan Ngọc Quốc ra khỏi nhóm này, tôi chọn vào xóa thì lúc này á trong nhóm này nó chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi bây giờ tôi sẽ tiến hành là rời nhóm bây giờ tôi sẽ chọn vào tôi này sau đó tôi sẽ chọn là rời khỏi cuộc trò chuyện rời đi đó thì lúc này á nhóm sẽ bị xóa không còn thành viên nào trong nhóm nữa như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo nhóm trên messenger bằng điện thoại nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi